Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều vườn cây ăn trái đang ở giai đoạn sau thu hoạch để chuẩn bị cho vụ tới bội thu. Nhà vườn cần tiến hành các công việc bón phân phục hồi ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 16 tháng 7 2023 với phần tư vấn chi tiết của tiến sĩ Phạm Anh Cường, công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Phân bón Đầu Châu, bạn đồng hành của nhà nông.